Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphard Computer. Đây là hộp CPU của mình và đây là CPU Intel Core i7-11700F mình đã mua khá lâu rồi. Với dòng F thì chúng ta sẽ không có một thứ có tên gọi là iGPU, tức là chúng ta sẽ không thể nào xuất hình được CPU này, phải đi kèm theo một mẫu card đồ họa thì mới có thể sử dụng được. Anh em sẽ nghĩ đến những cái sản phẩm hãng khác, thế nhưng không, bây giờ chúng ta đã có một sản phẩm cũng đến từ Intel luôn, có phiên bản là Intel Arc. Dòng đầu tiên chúng ta có thể gọi loanh quanh là Alchemist. Những cái thông tin liên quan đến cái dòng card đồ họa của Intel anh em đã thấy có rất nhiều rồi, và những cái phiên bản đầu tiên thì lại không phải trên desktop, thay vào đó là xuất hiện trước ở trên laptop. Và bây giờ chúng ta đã có những cái phiên bản dành cho desktop rồi. Về mặt cơ bản thì hiện tại mức giá chính xác của sản phẩm vẫn chưa được công bố. Anh em có thể xem những cái website ở nước ngoài thì họ đưa ra những cái mức giá như vậy. Còn về Việt Nam chúng ta sẽ phải tính thêm thuế và một số chi phí khác. Thế nên anh em cứ đợi xem cái mức giá thực sự của sản phẩm là như thế nào nhá. Rồi thì phiên bản mình đang có ở đây được đến từ ASRock. Thật ra thì đến từ hãng nào thì cũng vậy thôi, chúng ta vẫn sử dụng bên trong là nhân GPU của Intel. Thế nhưng chúng ta hãy miêu tả một chút về mặt thực thiết kế đi. Thì với một sản phẩm này sẽ chiếm hai khe PCIe, đây anh em thể nhìn được, chiếm hai slot, sẽ là một phiên bản một quạt và một cổng cấp nguồn 8 pin. Nếu như anh em nào mà xem ở trên trang chủ của Intel thì có thể thấy được một cái được ghi là TDP khoảng 75W. 75W tức là chúng ta sẽ chỉ sử dụng mỗi khe PCIe thôi. Một khe PCIe này và chúng ta sẽ không cần thêm cái cổng cấp nguồn phụ nữa. Nhưng với phiên bản ASRock mình đang có ở đây có nguồn phụ, tức là như nào, là phiên bản này sẽ có cái mức hiệu năng về mặt cơ bản là nhỉnh hơn. Còn nhỉnh hơn bao nhiêu thì anh em hãy đợi một video test thực tế của mình thì lúc đấy chúng ta mới có thể biết được. Nhưng anh em nào mà đang gọi là chuẩn bị đầu tư cho mình những cái sản phẩm như này thì chúng ta có thể đặt hàng trước, và mình cũng sẽ khuyến cáo luôn những cái bộ nguồn mà anh em có thể sử dụng sẽ loanh quanh khoảng chừng 500W là đã có thể sử dụng cực kỳ thoải mái rồi. Về mặt khả năng xuất hình của sản phẩm thì đây là một phiên bản đời mới, thế nên khả năng xuất hình cũng khá là được đầu tư khi mà có đến 3 cổng DisplayPort và 1 cổng HDMI. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy được là khe PCIe X16 rất dài, đầy đủ luôn. Nhưng anh em biết một điều thú vị là gì không? Các phiên bản này sử dụng PCIe Gen 4 như chỉ có X8 thôi, nhưng kích thước vẫn là Full X16, khá là thú vị. Đấy là sơ qua một chút về cái form thiết kế bên ngoài, một quạt thiết kế xung quanh ốp nhựa và cái lõi tản nhiệt ở đây khí sinh được làm hoàn toàn từ nhôm. Để cho anh em nào mà dễ hình dung hơn thì anh em có thể tưởng tượng ra là đây chính là cái heat sink tản nhiệt cho CPU của Intel ngày xưa, không có lõi đầu, phóng to lên. Còn có mát hay không thì chúng ta vẫn phải test thì mới có thể biết được. Còn cái khoảng thời gian test tại sao mình không đưa đến luôn ở trong video ngày hôm nay, đó là mặc dù anh em có thể search được cái driver ở trên mạng, trên trang chủ Intel có luôn rồi, anh em có thể tải về, nhưng chúng ta chưa cạc để sử dụng. Và cái thứ hai nữa, những cái phiên bản đầu, phiên bản driver đầu tiên ấy thì cái sự ổn định chúng ta sẽ không thể nào bằng những phiên bản tiếp theo được. Thế nên chúng ta sẽ đợi một khoảng thời gian nữa, khi mà cái driver ổn định rồi thì lúc đấy đưa ra cái bài test hiệu năng sẽ là phù hợp nhất. Thế nhưng không vì thế mà chúng ta sẽ bỏ qua những cái yếu tố quan trọng, đây là spec của em Intel Arc A380. Về mặt cơ bản thì đây là một phiên bản có thể nói là mức giá khá tốt của Intel, sẽ sở hữu là 1024 nhân với 6GB VRAM GDDR6. 6GB VRAM GDDR6, rất nhiều VRAM để có thể sử dụng. Thì phiên bản này phiên bản 96 bit, về mặt băng thông bộ nhớ là 186GB trên dây. Rồi về kiến trúc được gia công thì như thế nào, thì đối với Intel thì bây giờ họ cũng đã có thay đổi một chút về mặt cái tiến trình sản xuất, thì họ sẽ phát triển công nghệ thôi. Còn về cái tiến trình sản xuất thì họ sẽ thuê một bên khác để có thể gia công. Thì cái phiên bản đầu tiên Alchemist này sẽ được gia công bởi TSMC với tiến trình là 6 nanomet. Anh em nào mà cứ hay bảo là Intel không hạ tiến trình đấy, chúng ta đã có một phiên bản có hạ tiến trình ở đây. Thì với những cái phiên bản card đồ họa của Intel sẽ đi kèm theo những công nghệ gì? Công nghệ chắc chắn đã làm nên thương hiệu của Intel, đó là Intel Quicksync. Thì đối với những cái mẫu CPU kiểu dòng F của Intel, anh em sẽ không quan tâm đến cái yếu tố này lắm. Nhưng khi mà chúng ta cần và chúng ta cần phải sử dụng ấy, thì một là phải thay CPU, hai là bỏ qua luôn. Nhưng với Intel Arc, chúng ta có hỗ trợ luôn Intel Quicksync, một điều cực kỳ hay và thú vị khi mà chúng ta có thể sử dụng được. Phiên bản này cũng hỗ trợ DirectX 12 Ultimate, là cái công nghệ thêm một công nghệ nữa là dò tia tăng tốc phần cứng. Và về mặt lý thuyết, trên em card này có 8 nhân RT core, tức là Hardware Ray Tracing. Mình cũng đầu tiên mình đọc trên những cái thông số ấy, mình thấy là sao lại lạ thế nhỉ, một phiên bản card đồ họa của Intel có mức giá tốt lại có nhân ray tracing mà không biết khi chơi game thì sẽ như nào. Mình khá tò mò về vấn đề đấy. Thế nhưng theo như khuyến cáo của Intel thì đây là một trong những phiên bản card đồ họa nếu mà chúng ta phục vụ cho nhu cầu chơi game sẽ phục vụ tốt nhất trên độ phân giải là Full HD. Còn không, nếu chúng ta có nhu cầu cao hơn, nhu cầu làm việc, thì đây cũng là một trong những phiên bản
vừa làm việc vừa chơi game cực kỳ tốt. Còn tốt như nào thì dĩ nhiên vẫn cứ phải đợi kết quả thì mới biết được. Những công nghệ khác được hỗ trợ là Intel Xe Matrix Extension, chúng ta hay gọi tắt là Intel XMX, có thêm cả AI nữa để giúp cho những công việc của những nhà sáng tạo nội dung được trơn tru hơn. Có thêm cả XE Media Engine với những công cụ tăng tốc mã hóa phần cứng AV1. Về mặt cơ bản thì khi mà chúng ta edit video, chúng ta xử lý những cái video mà anh em thấy thì đều là chúng ta up những cái video là H.264, thì với em này hỗ trợ phần cứng luôn, hỗ trợ file HEVC tức là file H.265 luôn. Chúng ta có thể xử lý được tất cả những cái project ở độ phân giải là 8K. Thế nhưng mà anh em xem ấy, anh em click vào video của bên mình đi, video bên mình với 4K thôi mà xem đã nét rồi. Em này trông kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh mà xử lý được video 8K, xem chừng là cũng ra gì đấy. Quan trọng là máy móc anh em quay thì có được hay không thôi. Và đây là video trên tay nhanh sản phẩm Intel Arc A380 của mình. Với phiên mã Archimedes đầu tiên, chúng ta có rất nhiều những kỳ vọng liên quan đến hiệu năng của sản phẩm để có thể gọi là trở thành một phiên bản quốc dân giống như những mẫu CPU của Intel. Còn cụ thể về hiệu năng như nào thì mình sẽ hẹn anh em ở trong một video khác, và thời gian up video đấy cụ thể thì mình sẽ gửi đến cho anh em trong một bình luận khác. Và nếu như anh em nào mà muốn sở hữu những em Intel Arc mới nhất, chúng ta bắt buộc, anh biết cái điều gì không, là phải đặt hàng, và cái số lượng ban đầu cũng rất ít thôi. Thế nên anh em hãy nhanh tay lên đặt hàng đi, chúng ta biết đâu trở thành những người đầu tiên sở hữu những cái công nghệ mới nhất của Intel. Đó, anh em đánh giá sao? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận video nhé. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.